Bạn đang phải chịu đựng các vấn đề về suy giãn tĩnh mạch, đôi chân nặng nề, các khi sưng tấy, tĩnh mạch nhô lên hay bị chuột rút vào ban đêm, đó là các triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch, căn bệnh phổ biến và đang ở độ tuổi trẻ hóa hiện nay. Tú Trinh và Quang Quý xin mến chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay của quý vị đang diễn ra như thế nào ạ? Quý vị đi học, đi làm hoặc là chúng ta tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao khác, hoặc là khi chúng ta ở nhà chúng ta đứng nấu bếp nấu ăn thôi, quý vị đang cảm thấy sức khỏe của mình ra sao quý vị ơi? Có rất nhiều lần Trinh đã tự mình trải nghiệm một cái vấn đề như sau, đó chính là khi mà mình đang đứng nấu ăn cho con của mình ở nhà hoặc là mang những cái đôi giày cao gót làm việc tại phim trường chẳng hạn, thì cảm thấy đôi chân của mình nó bị tê rất là nhanh, bị nhức mỏi và đôi khi nó còn bị phù nề nữa quý vị nhé. Và đó là một trong những điều mà Trinh cũng đã dành thời gian tìm hiểu, những cái dấu hiệu về bị việc phù nề đôi chân nè, bị tê mỏi chân nè, bị nhức chân nè, mà rõ ràng hơn là khi chúng ta quan sát kỹ cái phần cổ chân của mình đến cả cái phần bàn chân của chúng ta là những cái đường gân máu nó nổi rõ lên trên cái bề mặt da của mình, thì đó chính là cái dấu hiệu của suy giãn tĩnh mạch quý vị nha. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây ạ? Cải thiện cuộc sống của mình bằng việc là chúng ta hoạt động tốt hơn về mặt thể chất và chúng ta làm giảm đi những cái triệu chứng đau và phù nề như vậy, thì chúng ta đang cùng chia sẻ với nhau một giải pháp thực sự hiệu quả ngày hôm nay quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và chắc chắn là giải pháp hiệu quả đó ngày hôm nay Quang Quý và Tú Trinh sẽ mang đến cho tất cả quý vị một cách rất là dễ dàng và tiện lợi để chúng ta có thể là áp dụng trong cuộc sống của mình mỗi ngày quý vị nha. Và dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe quý vị nha. Và với dòng sản phẩm như thế này thì những cái thành phần ở phía bên trong hoàn toàn từ tự nhiên quý vị nha. Và một trong những cái thành phần đó chính là hạt dẻ ngựa thưa quý vị. Hạt dẻ ngựa ở đây đó là một trong những cái thành phần dược liệu rất là tốt. Đúng khi mà rồi. Tác động vào bên trong cái phần tĩnh mạch chân của chúng ta sẽ giúp cho máu huyết nó lưu thông tốt hơn thưa quý vị. Và ngoài ra nó cũng sẽ hạn chế cái tình trạng là bị suy giãn tĩnh mạch mọi người nha, và sẽ giúp cho các chị em phụ nữ của chúng ta nè. Cái vấn đề đầu tiên thực ra khi mà nhắc tới các chị em phụ nữ á, thì cái vấn đề thẩm mỹ lúc nào cũng hàng đầu đúng không ạ? Nhiều người hay nói là nhan sắc là tính mạng của phụ nữ. Quý vị hãy thử tưởng tượng đi ạ, các chị em phụ nữ chúng ta thường thích gì ạ? Mặc đầm, mặc váy và mặc càng ngắn thì càng đẹp đúng không nào? Nhưng mà lúc đó thì đôi chân của chúng ta lộ ra bên ngoài, thì quý vị có sợ là chúng ta nhìn thấy đôi chân của mình quá nhiều gân máu hay là nó quá to hay là nó bị phù nề không ạ? Thực ra là không chỉ là với chị em phụ nữ, với nam giới nếu có tình trạng này xảy ra thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái khối quý vị nha. Khối đó người ta gọi là khối máu đông thưa quý vị, ở những cái thành mạch máu của chúng ta và ở đôi chân của mình á, bắt đầu nó nổi cục lên, nhìn nó rất mất thẩm mỹ quý vị nha. Đúng, và bên cạnh đó nó còn gây những cái triệu chứng rất là đau nhức và khó chịu nữa, mà phù nề và khiến cho máu lưu thông không tốt nha quý vị. Và quý vị ơi, nếu như mà chúng ta đã từng xem qua những hình ảnh của các căn bệnh là suy giãn tĩnh mạch mà từ triệu chứng nhẹ đến trung bình và nặng, thì có khi nào quý vị cảm thấy là mình rất là sợ hãi về điều đó hay không ạ? Và bản thân của Trinh cũng là một người có dấu hiệu của bệnh suy giãn tĩnh mạch mà ở thể nhẹ quý vị nha. Sau khi mà Trinh sinh em bé xong, Trinh cảm thấy là cái vấn đề đó càng ngày nó lại càng nổi rõ hơn rất là nhiều. Cơ sở dĩ là ở việc mà chúng ta đứng lâu một chút thôi mà cũng cảm thấy rất là đau tê chân và cảm thấy là bị đau râm ran rất là khó chịu. Và mỗi khi mà chúng ta ngủ dậy thì cái việc chúng ta hoạt động đôi chân của mình nó cũng không còn được linh động và được hoạt bát như trước đây nữa. Và một lần nữa quý vị nha, sự kết hợp từ những dược liệu quý ngày hôm nay có trong dòng sản phẩm đó chính là Vascoven, đó chính là những viên uống hỗ trợ làm giảm suy giãn tĩnh mạch quý vị nha. Mình sẽ có ở đây đó chính là 3 lọ như thế này quý vị nha. Và với mỗi lọ như vậy là chúng ta có đến là 30 viên, sử dụng mỗi ngày sẽ hỗ trợ làm giảm triệu chứng tê, đau, phù do suy giãn tĩnh mạch ở đôi chân của mình nè. Và đây chính là sản phẩm chính của chúng ta quý vị ạ. Từ thiết kế bên ngoài những cái lọ thủy tinh rất là đẹp mắt luôn quý vị nha. Và quý vị thấy được á là cái việc mà chúng ta sẽ có những cái màu tối như thế này, nó sẽ ngăn cái sự tác động trực tiếp từ ánh sáng tác động lên từng cái viên sản phẩm ở bên trong để quý vị chúng ta an tâm sử dụng. Và một lần nữa cũng là hoàn toàn bằng tiếng Việt quý vị ạ, được niêm yết rõ ràng từ thành phần ở bên trong mà chiết xuất cụ thể là từ hạt dẻ ngựa nè, rồi có sự kết hợp từ hoa hòe chống oxy hóa và cả chiết xuất hạt nho nữa, chống oxy hóa rất là mạnh mẽ quý vị nha. Và với mỗi hộp như vậy là chúng ta có đến là 30 viên nén luôn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ còn có những cái lưu ý phù hợp cho những đối tượng nào mà chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm này quý vị ạ. Đó, đây chính là sản phẩm của chúng ta và lại còn an toàn ở ngay cả cái phần nắp này nữa quý vị nha. Tức là mình xoay mãi như thế này thì sẽ không thể nào mà chúng ta mở được đâu quý vị ơi, bởi vì đây là thiết kế nắp thông minh hai chiều nên chúng ta phải tác động lực như thế này và chúng ta mới mở được ở bên trong, thì khi đó thì nó rất là an toàn đối với những cái đối tượng như là trẻ nhỏ tại nhà mình nha quý vị. Đó, và còn có thêm một cái lớp bảo vệ như thế này nữa là đó, quý vị thấy không, một cái lớp bảo vệ rất là chất lượng luôn, để quý vị thấy được là cái sự an toàn khi mà chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này mỗi ngày để cải thiện chức năng của tĩnh mạch đôi chân của mình, từ đó là làm tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta nhiều hơn nha quý vị. Và như vậy là chúng ta có thể
hoàn toàn yên tâm cùng với chọn một bộ combo sản phẩm như thế này, trong uống ngoài thoa thưa quý đúng vị rồi. Để giúp cho đôi chân của chúng ta lúc nào cũng khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và lúc nãy thì Tú Trinh cũng đã có chia sẻ cùng với tất cả quý vị những thành phần trong dòng sản phẩm này đúng không ạ? Bây giờ thì Quang Quý mong muốn là sẽ chia sẻ một cách rõ ràng hơn quý vị nha. Đầu tiên thành phần chính mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là chiết xuất từ hạt dẻ ngựa, chuẩn hóa 20% Essin nhập khẩu từ Đức thưa quý vị. Bên cạnh đó thì còn có thành phần đó chính là chiết xuất hoa hòe, là cái hợp chất rutin như thế này nè. Nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình làm giảm cái vấn đề oxy hóa ở trong bên trong hệ cơ quan của chúng ta. Ngoài ra còn có chiết xuất là hạt nho nữa quý vị nha. Với ba thành phần như thế này kết hợp cùng với nhau để đảm bảo hơn những cái tác dụng về dược liệu của nó. Tất cả quý vị hãy tưởng tượng đi ạ, nếu như mà chúng ta cứ đứng như này nè, mình đứng suốt ngày đi, chẳng hạn như là với công việc MC của Quang Quý nè, với show host nè, hay là với các bạn BG, các bạn lễ tân, các bạn bán hàng thu ngân và các thầy cô nữa. Đúng mà Quang Quý thấy là ở thời điểm hiện tại thì công việc nào cũng phải đứng nhiều hết mọi người ơi. Hầu như là đứng liên tục, mình đứng nha, nhiều quý như vị. Vậy quý vị nha, chúng ta phải chịu đựng cái áp lực lên đúng đôi rồi, chân của mình à. Nếu mà sau cả một khoảng thời gian lâu dài thì như thế nào ạ? Những cái tĩnh mạch chân của chúng ta nè, nó phải chịu đựng cái áp lực ha. Rồi bên cạnh đó máu không thể nào lưu thông được, nó trở ngược về tim để có thể thanh lọc, và nó sẽ bắt đầu nó ứ động ở phía bên dưới, và như vậy sẽ phải có một cái hợp chất để giúp cho chúng ta có thể giảm tình trạng đó. Đó chính là hợp chất Essin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thực sự nha, với những cái loại mà dược liệu từ thiên nhiên thì tất cả quý vị chúng ta biết là thiên nhiên mà, mình đâu có đảm bảo là cái hàm lượng Essin trong từng cái hạt dẻ ngựa đó nó như thế nào đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi cam kết cùng với tất cả quý vị là nguyên liệu chuẩn hóa 20% Essin mọi người nha, và có qua những kiểm nghiệm lâm sàng để chứng minh thành phần ở trong hạt dẻ ngựa có 20% Essin mọi người nha. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn có thêm là sự kết hợp từ hoa hòe và cả chiết xuất từ hạt nho nữa. Và cả hoa hòe từ hạt nho thì đều được nghiên cứu từ những nhà khoa học tại châu Âu là có tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh mẽ đúng bên rồi. Trong cơ thể của mình quý vị nha. Tức là một lần nữa với dòng sản phẩm ngày hôm nay, ngoài combo là chúng ta có đến đó chính là ba hộp những viên uống hỗ trợ làm giảm suy giãn tĩnh mạch, thì quý vị sẽ còn có thêm đó chính là quà tặng của chúng ta là thêm một tiếp kem thoa bên ngoài da cũng có chiết xuất đặc biệt là từ hạt dẻ ngựa quý vị nha. Quý vị ơi, tức là bây giờ mình sẽ có một cái combo như thế này rất là hiệu quả đây ạ. Trong uống và ngoài thoa. Đúng bởi rồi. Vì sao thưa quý vị? Bởi vì suy giảm tĩnh mạch nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của chúng ta từ ở bên trong đến đôi chân của mình, mà nó còn gây nên yếu tố về thẩm mỹ bên ngoài nữa. Cho nên sự kết hợp từ combo sản phẩm chính và cả quà tặng này rất là chất lượng và rất là lý tưởng để làm chi thưa quý vị, để chúng ta sử dụng ngay từ hôm nay. Mình thấy được cái sự cải thiện từ ở bên trong và mình thấy được cái sự cải thiện từ phía bên ngoài để đúng chúng rồi. Ta mang đến sự tự tin, và từ đó thì sao thưa quý vị, cải thiện chất lượng cuộc sống của mình quý vị nha. Nhưng mà Quang Quý ạ, bao giờ cũng vậy, một lần nữa khi chúng ta mua sắm bất kỳ dòng sản phẩm nào mà mình sử dụng trực tiếp chính bản thân của mình và cả những người thân, thì mình luôn quan tâm về nguồn gốc, về xuất xứ, về chất lượng. Thì ngay bây giờ quý vị sẽ không phải lo lắng về điều đó, bởi vì cái đồng hành ngày hôm nay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Đúng rồi thưa quý vị, thật ra lúc nào Quang Quý với Tú Trinh mà xuất hiện trước màn hình cũng là nói có sách mách có chứng mọi người rất nha. Rất tự tin quý vị nha. Rất là tự tin để có thể chia sẻ dòng sản phẩm lần này đến cho tất cả quý vị. Hiện tại trên tay Quang Quý đây đó chính là giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mọi người nha, cho công ty cổ phần Dân Khang với dòng sản phẩm ngày hôm nay đó chính là Vascovin đó, và dòng sản phẩm ngày hôm nay là phù hợp tiêu chuẩn đúng nhà rồi. Sản xuất đó, như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ? Đầu tiên đó chính là sự cam kết từ Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, có giấy chứng nhận có mộc đỏ như thế này. Mọi người biết là cái mộc đỏ này có giá trị pháp lý như thế nào đúng không ạ? Cho nên chúng ta đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Và không dừng lại ở đó, trong thành phần ngày hôm nay không phải là Quang Quý với Tú Trinh nói không không đâu ạ. Đã có nghiên cứu lâm sàng và kiểm nghiệm rồi quý vị nha. Về định tính hạt dẻ ngựa nè, về định tính hạt nho ở phía bên trong nè, đều có thể là đảm bảo những cái thành phần tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên tất cả quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm luôn quý vị nha. Không chỉ là sở hữu dòng sản phẩm chính để chúng ta có thể uống bên trong, mà ở bên ngoài mình cũng có thể là có ngay một món quà để mình thoa đều nữa đúng không Tú Trinh? Đúng rồi thưa quý vị. Quý vị cũng có thể thấy rằng nếu chúng ta tìm hiểu trên thị trường thì công ty Dân Khang với những dòng sản phẩm thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của chúng ta rất được ưa chuộng trên thị trường, đạt được nhiều chứng nhận từ các cơ quan ban ngành uy tín quý vị nha. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm của công ty Dân Khang lại còn được có thể tìm kiếm và được nhận thấy rất là rõ ở nhiều hệ thống phân phối trên cả nước thưa quý vị. Ngay bây giờ quý vị đang cùng sở hữu với chúng tôi một dòng sản phẩm giúp chúng ta là hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch, một phải nói là một căn bệnh rất là phổ biến hiện nay, kể cả ở nữ giới, ở nam giới, và đặc biệt là tỷ lệ trẻ hóa cho căn bệnh này ngày càng cao do chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng đã thay đổi. Vì chúng ta mang giày cao gót thường xuyên, mình vận động quá nhiều, mình đứng thường xuyên do tác động từ công việc của chúng ta quý vị nhé. Một đôi chân ở cái thể nhẹ thì mình thấy là những cái mạch gân máu nó nổi dần lên như thế này, nhưng mà càng ngày càng nặng hơn thì nó bắt đầu nó đóng lại, hình thành những cái đường dây, những cái đường gân nổi lên
lên quý vị nha, và nó đóng cục lại nữa quý vị à, ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố thẩm mỹ của chúng ta, chưa kể là nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa, nó làm giảm đi chất lượng cuộc sống, nó khiến chúng ta cảm thấy cực kỳ đau nhức khi mà mình đứng nè, mình di chuyển, và mỗi khi mà chúng ta thức dậy sau một giấc ngủ dài quý vị nha. Và bên cạnh đó thì càng về lâu về dài, tại sao chúng ta lại càng phải chịu đựng tình trạng này? Nếu như ngày hôm nay quý vị sở hữu ngay dòng sản phẩm cùng với chúng tôi với VTV Hyundai Home Shopping và công ty cổ phần Dân Khang hợp tác phân phối dòng sản phẩm chiến lược, đó chính là gì ạ? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vascoven với bộ sản phẩm bao gồm 3 hộp viên uống hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch 30 viên cho một hộp quý vị nha. Mức giá rất là ưu đãi tại VTV Hyundai 599.000 đồng. Nhận ngay quà tặng là một chiếc kem khoa ngoài da Vascoven với trọng lượng là 50g quý vị nha. Hãy bảo vệ sức khỏe một cách trọn vẹn với bộ sản phẩm trong uống ngoài khoa. Vascoven, dòng sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch dành cho người bị suy giãn tĩnh mạch, người có nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch, người thường xuyên trong tư thế đứng lâu hoặc là ngồi lâu quý vị nha, như là nhân viên văn phòng, giáo viên hay là cả nhân viên bán hàng thưa quý vị. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là đôi chân của chính mình, là nơi mà chúng ta phải chịu hầu như là toàn bộ trọng lượng của cơ thể và những cái thành mạch máu ở ngay cái phần đôi chân của chúng ta quý vị nha. Thế nhưng khi mà quý vị chúng ta lớn tuổi hơn, chúng ta tăng trọng lượng cơ thể quá nhiều thì trọng lượng đó nó sẽ dồn vào đôi chân của chúng ta. Do đó thì về lâu về dài, căn bệnh suy giãn tĩnh mạch nó ngày càng phổ biến, không chỉ là ở nữ giới mà còn ở cả nam giới nữa. Đấy, quý vị nhìn xem, nếu như cái lượng máu không được lưu thông điều hòa đến khu vực chân của chúng ta mà nó bị đóng lại, nó bị vón lại, và nó thể hiện trực tiếp là gì ạ? Đó chính là cái hiện tượng phù nề đôi chân gây đau nhức rất là khó chịu mỗi khi chúng ta đứng hoặc là chúng ta di chuyển trong cuộc sống hàng ngày, hoặc là sau khi chúng ta ngủ dậy quý vị nhé. Và dấu hiệu rõ nhất là quý thấy không, nhìn ngay bây giờ trên đôi chân của mình nè, nhất là ở phần cổ chân, phần bắp chân, mình sẽ thấy là những cái đường gân nó nổi rõ lên trên cái thành của bề da của chúng ta. Đó chính là hiện tượng đầu tiên của suy giãn tĩnh mạch quý vị nhé. Và nếu như mà để tình trạng này kéo dài thì thật sự xin khẳng định quý vị, nó không hề tốt một chút xíu nào cả, và ngược lại nó sẽ còn có rất nhiều những biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta thưa quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, và những cái biến chứng có thể xảy ra đó chính là về vấn đề chúng ta là bị phù nề, và bên cạnh đó xuất hiện những cái khối máu đông quý vị nha, ở trên thành mạch máu của chúng ta. Và quý vị có thể nhìn không ạ, cái bắp chân mà có rất là nhiều những cái khối máu như vậy á, nó xuất hiện cục liên hồi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm giác rất là khó chịu khi mà chúng ta di chuyển. Mà chưa kể là nếu có những cái tác động từ bên ngoài xảy ra, những cái khối máu đó rất là dễ bị vỡ ra nha tôi Trinh, và ảnh hưởng rất là xấu đến chức năng đôi bàn chân của chúng ta. Và ngoài ra thì đối với các chị em phụ nữ như thế nào ạ? Chúng ta có mong muốn là mình có một cái đôi chân mà nó có rất là nhiều, người ta hay gọi nôm na và vui với nhau như là có những cái đường mạng nhện thưa quý vị. Đó, và những cái đường như vậy thì nhìn nó không có đẹp không mắt ai, chút không nào đúng không? Không ai mong muốn luôn. Cho nên đây sẽ là một cái vấn đề mà chúng tôi tin chắc rằng là một chuyện không của riêng ai. Cho nên ngay bây giờ tất cả quý vị ơi, hãy cùng đồng hành cùng với VTV Hyundai để sở hữu dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha. Viên uống hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch Vascoven, hỗ trợ làm giảm triệu chứng tê nè, đau, phù do suy giãn tĩnh mạch, hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, hỗ trợ bảo vệ thành mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ suy giãn tĩnh mạch, và cũng như là sử dụng thường xuyên và lâu dài sẽ đem lại một hiệu quả rất rõ rệt mọi người nha. Và thưa quý vị, sở dĩ có được những sự hỗ trợ tốt như vậy đến đôi chân của chúng ta là bởi vì sao ạ? Là bởi vì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vascoven của chúng ta với thành phần nguyên liệu chuyên hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch quý vị nhé. Mà cụ thể ở đây chính là chiết xuất từ hạt dẻ ngựa chuẩn hóa 20% estin luôn quý vị ạ, và còn được nhập khẩu từ Đức nữa. Ngoài ra, kết hợp cùng với chiết xuất từ hoa hòe và chiết xuất từ hạt nho có tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh mẽ và kháng viêm trong cơ thể của mình. Đây đều là những thành phần thiên nhiên tốt cho sức khỏe quý vị ơi. Và đặc biệt quý vị sẽ yên tâm hơn khi mua hàng chính hãng trình VTV Hyundai, viên uống hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch Vascoven. Hàng chính hãng đã công bố tại Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế. À, hồi đầu á, là nó ngứa chân lắm, nó ngứa vô cái lòng bàn chân á, với hai cái chân nó nặng. Mình đi á, cảm giác như là hai cái chân nó quíu lại, không có đi được, nhất là đi bộ á. Thì những đường gân, chỉ máu nó nổi lên, gọi là tĩnh mạch phình vậy đó. Khoảng 50 tuổi là tôi đã bị rồi, khó chịu lắm, đi đứng gì nó cũng khó nữa, nhất là đứng á, làm cái gì lâu không thể nào làm được. Cô cũng như là nó nổi gân xong rồi bắt đầu cái nó ngứa nhiều lắm, nhưng mà với lại mình đi á, nó nặng chân á, đi không nổi, cũng như là mình đi vòng vòng cái nhà, nhưng mà mình đi một lúc là mình phải nghỉ thôi, chứ không có đứng cũng vậy nè, không có đứng lâu được, một chút là phải nghỉ. Tôi dùng cái viên tĩnh mạch Vascoven này được 6 tháng rồi thì tôi thấy nó rất là hiệu quả. Hồi đầu dùng á thì thấy nó nhẹ chân lắm, cái chân nó nhẹ,
Rồi xong từ từ thấy nó hết ngứa luôn. Như mình đi vòng vòng nhà đó là thấy nó khỏe chân, là cái chân nó nhẹ lắm. Thế xong rồi bây giờ mình có thể mình đi bộ, đi thể dục vòng vòng được, nhưng mà không có đi, chưa có đi xa, chưa dám đi xa. Mình vừa uống viên mà lại vừa dùng kem thoa nữa, nó làm cho nó nhẹ, nó mỏng, nó mềm á, mềm cái lớp cái da mình, kiểu cái tĩnh mạch, cái nó lặn xuống lần lần, và nó rất hay. Cái kem thoa nó rất là tốt. Cái gân xanh gân đỏ thì nó dần dần nó mờ, và nó cũng có cái triệu là giảm lần lần cái phình á, cũng hay. Nói chung là rất là hiệu quả. Bé cháu cũng thấy thoải mái, dễ dàng hơn, không còn thấy khó khăn như lúc trước. Cái tiếp thoa này thoa ngày 2 lần, đi uống thì uống đều đặn mỗi ngày. Nói chung là từ ngày mà hết giãn tĩnh mạch thì thấy nó tự tin hơn. Nó lặn vô trong mấy cái gân mà to đó, nhưng mà những cái nhỏ thì nó còn, nhưng mà những cái to thì nó lặn vô trong. Thì cái chân mình nói chung là nhìn là nó đẹp. Hồi xưa mà mặc đầm mặc váy, nhất là đầm ngắn là không dám đâu, mắc cỡ à, ngại lắm. Tôi thấy đám đông ngại, người ta nhìn ngại. Bây giờ là mặc vô tư. Rõ ràng là chúng ta ai cũng muốn rằng là chất lượng cuộc sống của mình sẽ thật sự được cải thiện tốt hơn mỗi ngày. Dù là khi chúng ta lớn tuổi rồi, dù là khi chúng ta đã gặp phải những cái tình trạng về vấn đề sức khỏe của mình, mà cụ thể là cái việc chúng ta đi đứng quá nhiều cũng khiến cho chúng ta cảm thấy đau nhức khó chịu. Vậy thì thử hỏi quý vị, chúng ta có thể là mình tận hưởng niềm vui trong cuộc sống hay không? Khi mình chỉ đứng nấu ăn một chút xíu thôi, đối với những người nội trợ cũng đã bị đau nhức sưng phù cái phần chân của mình rồi, cảm thấy rất là khó chịu quý vị nha. Nếu như cái tình trạng là suy giảm tĩnh mạch ở chân của mình và những nơi khác nó ngày càng nặng hơn thì chắc chắn là chất lượng cuộc sống của chúng ta nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều quý vị nha. Vậy thì một lần nữa hãy cùng đồng hành với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi về một giải pháp mà đã được chính những người tiêu dùng họ trải nghiệm, họ tin tưởng, họ bình chọn là dòng sản phẩm họ đáng tiếp tục sử dụng trong suốt nhiều năm về sau. Thì ở đây đó chính là gì ạ? Đó chính là những viên uống hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch Vascoven quý vị nha. Mà thành phần ở bên trong một lần nữa rất là nổi bật với chiết xuất được chuẩn hóa 20% từ hạt dẻ ngựa, mà cụ thể ở đây đó chính là hoạt chất Escin quý vị nha. Và quan quý có biết không, hoạt chất Escin này á là được những nhà khoa học tại châu Âu họ đã nghiên cứu là nó sẽ có tác dụng rất là rõ rệt trong việc là gì ạ? Làm giảm đi những cái tình trạng là bị đau, bị phù nề do suy giãn tĩnh mạch mang lại, và nó là còn làm tăng lên cái sự hoạt động của thành tĩnh mạch, bảo vệ tốt hơn cho tĩnh mạch ở bên trong cơ thể của mình đó quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, cùng với chiết xuất từ hạt dẻ ngựa chuẩn hóa 20% Escin nhập khẩu từ Đức quý vị nha. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái điều kiện sinh sống nè, điều kiện thổ nhưỡng là đảm bảo hạt dẻ ngựa, những nguồn nguyên liệu của chúng tôi khi mà chiết xuất ra chuẩn hóa 20%, cho nên là cái hàm lượng đó nó sẽ mang lại cái tác dụng của dược liệu cao, rất là cao quý vị nha. Mà không dừng lại ở từ hạt dẻ ngựa đâu quý vị nha, còn có thêm hai thành phần khác nữa, đó chính là chiết xuất hoa hòe và ngoài ra còn có chiết xuất hạt nho. Với hai chiết xuất này sẽ có tác dụng gì ạ? Nó sẽ làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể của chúng ta mọi người nha. Chính xác thưa quý vị, và chúng ta để giảm được tình trạng này thì ngay từ hôm nay mình hãy nên chăm sóc cho sức khỏe, mà cụ thể hơn đó chính là sức khỏe của tĩnh mạch trong cơ thể của mình quý vị nha, mà đặc biệt là ở đôi chân của chúng ta. Và đây chính là sản phẩm mà chúng tôi đang một lần nữa rất là tự tin khi mà chia sẻ với tất cả quý vị khi đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping, với sự kết hợp cùng với công ty Dân Khang phân phối dòng sản phẩm chiến lược này quý vị nha. Những viên uống hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch Vascoven, ngay từ thiết kế của những cái chiếc lọ thủy tinh ở bên ngoài, từ màu tối đảm bảo là ánh sáng sẽ không tác động trực tiếp vào ở bên trong, làm suy giảm đi cái thành phần và chất lượng của những viên nang ở bên trong quý vị nha. Mà còn ở đây hoàn toàn bằng tiếng Việt được niêm yết rất là rõ ràng với việc là gì ạ? Giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch và bảo vệ cho thành mạch trong cơ thể của chúng ta. Ngoài ra còn có những cái đối tượng rất là phù hợp khi mà chúng ta sử dụng là những người phải thường xuyên do công việc đứng đi quá lâu quá nhiều trong suốt cả một ngày dài, những người đã bị suy giảm tĩnh mạch theo thời gian do lão hóa trong cơ thể của mình quý vị nha. Và còn có thêm những thành phần đã được nghiên cứu nè quý vị, đã được chắt lọc nè và được sản xuất theo quy trình hiện đại và đưa vào đây là những viên nang ở bên trong quý vị nha, để chúng ta an tâm khi mình sử dụng luôn. Và chúng ta phải
có cách đẩy mạnh như thế này và ấn vào thì khi đó mình mới mở được hộp ở bên trong, và sau đó là quý vị chúng ta mới an tâm mình sử dụng. Và quý thấy đó, trong uống thì ngoài tha, tức là chúng ta sẽ có một cái combo sản phẩm ngày hôm nay rất là chất lượng quý vị nha. Nhất là vào cái lứa tuổi là từ 60 tuổi trở lên rồi thì ít nhiều ai cũng sẽ nhận thấy được là những cái dấu hiệu suy giảm tĩnh mạch nó thể hiện rất là rõ, không chỉ là ở đôi chân của chúng ta đâu mà còn ở những khu vực khác trong cơ thể của mình nữa đó quý vị ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó thì với những cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì lúc nào chúng tôi cũng phải đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ chắc để có thể rồi là cam đoan đến cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì trên tay Quang Quý đó chính là giấy chứng nhận đăng ký công bố sản phẩm mọi người nha. Ở đây thì quý vị cũng có thể thấy là đây ạ, dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vascovin quý vị nha. Và đây tờ giấy tiếp nhận đăng ký công bố thông tin sản phẩm này là từ đâu ạ? Từ Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế và có cả dấu mộc đỏ từ Cục trưởng chữ ký nữa thưa quý vị. Đúng cho nên rồi, tất cả chúng ta có thể hoàn toàn an tâm nè. Và ngoài ra những thành phần từ phía bên trong cũng đã được kiểm nghiệm lâm sàng, cho nên tất cả quý vị có thể là yên tâm nè, về cả là định tính hạt dẻ ngựa, về cả định tính hạt nho nữa quý vị nha. Cho nên chúng ta có thể yên tâm sở hữu dòng sản phẩm ngày hôm nay. Và với combo lần này thì chỉ với mức giá là 599.000 đồng, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đúng và rồi, combo như thế này chúng tôi cũng suy nghĩ rất là kỹ rồi Tú Trinh. Đó có nghĩa là mình sẽ là trong uống mình ngoài thoa nè. Ở trong uống chúng ta sẽ có gì ạ? Trong uống chúng ta sẽ có 3 hộp như thế này quý vị nha. Uống trong một khoảng thời gian rất là dài, mỗi hộp là có 30 viên. Nếu như mà tùy thuộc theo từng đối tượng khác nhau thì chúng ta sẽ có định lượng cái phần những cái viên thuốc khác nhau. Và không dừng lại ở đó, còn có quà tặng kèm theo. Quà tặng đó chính là một tuyết kem thoa ngoài đang nằm trên tay của Tú Trinh kìa. Đúng rồi, và mỗi tuyết kem của chúng ta là quà tặng mà có trọng lượng lên đến là 50 gram quý vị nha. Và cũng được chiết xuất chủ yếu là từ hạt dẻ ngựa chuẩn hóa với 20% Escin quý vị ạ. Và quý vị ơi, trong uống ngoài thoa là bởi vì sao? Bởi vì thành tĩnh mạch của đôi chân của chúng ta mà nếu như bị dày hơn mà không được hỗ trợ kịp thời thì càng ngày nó sẽ càng lộ ra bên ngoài, gây yếu tố thẩm mỹ nó không có được cho ta chúng ta mong muốn quý vị nha. Và với quý vị thấy rằng là đó, chúng ta sẽ có ở đây nha quý vị. Trong uống ngoài thoa tức là sao? Quý vị sẽ có là một cái lượng kem như thế này nè, chúng ta có thể là xoa trực tiếp luôn, tác động trực tiếp lên những cái nơi ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là cái thành tĩnh mạch, những cái gân nó nổi dày hơn ở cái phần cổ chân của chúng ta quý vị nha. Với cái lượng kem thẩm thấu rất là nhanh vào bên trong cơ thể của mình như thế này và lưu lại một cái mùi thơm rất là dễ chịu nữa, để quý vị chúng ta trải nghiệm ngay từ hôm nay. Mỗi ngày chúng ta sử dụng đều đặn là những viên hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch, và mỗi buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ mình sử dụng là kem thoa bên ngoài cũng chiết xuất từ hạt dẻ ngựa chuẩn hóa 20% Escin quý vị nha, và nhập khẩu từ Đức quý vị ạ, để chúng ta thấy được sự cải thiện từ ở bên trong sức khỏe của mình và cả từ bên ngoài nữa, để từ đó thì mình sẽ không còn cái nỗi lo, nỗi ám ảnh là sức khỏe của đôi chân của chúng ta, mà cụ thể là gì ạ? Là tĩnh mạch ở đôi chân bị phù nề, khiến cho đôi chân của mình là máu huyết lưu thông không tốt và bị khó chịu, bị đau nhức và bị tê, bị viêm khi mà chúng ta di chuyển hoạt động trong suốt cả một ngày dài như vậy quý vị nha. Những thành phần ở phía bên trong dòng sản phẩm này sẽ hỗ trợ rất là tốt, như là chiết xuất từ hạt nho nè, hay là có những cái hạt dẻ ngựa nữa, và chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, những chiết xuất từ những thành phần rất là tuyệt vời đó sẽ mang đến cho tất cả quý vị mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Cộng đồng là quý vị đang theo dõi những hình ảnh này đây, và chúng ta cũng hãy liên hệ trực tiếp với bản thân của mình để chúng ta đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay một dòng sản phẩm chiến lược quý vị nha, với sự kết hợp phân phối từ VTV Hyundai Home Shopping và công ty cổ phần Dân Khang quý vị ạ. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vascovin. Với trọn bộ ngày hôm nay quý vị sẽ có combo 3 hộp viên uống hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch với một hộp là 30 viên quý vị nha. Mức giá ưu đãi của chúng tôi 599.000 đồng, và ngoài ra đừng quên quà tặng hấp dẫn ngày hôm nay thêm một tiết kem thoa ngoài da Vascovin bên nữa với trọng lượng lên đến là 50 gram quý vị ạ. Hãy bảo vệ sức khỏe một cách trọn vẹn với trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay trong uống ngoài thoa. Và với Vascovin, dòng sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch sẽ dành cho nhiều đối tượng khác nhau quý vị nha. Người đã bị suy giãn tĩnh mạch rồi nè, người có nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch, bên cạnh đó dành cho những đối tượng thường xuyên trong tư thế đứng lâu hoặc là ngồi lâu, có thể kể đến như là nhân viên văn phòng nè, giáo viên, nhân viên bán hàng và cả show host của chúng tôi nữa quý vị ạ. Và quý vị cũng lưu ý là sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha. Và đặc biệt quý vị sẽ yên tâm hơn khi mua hàng chính hãng trên VTV Hyundai, viên uống hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch Vascovin, hàng chính hãng đã công bố tại Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Hồi đầu là nó ngứa chân lắm, nó ngứa vô cái lòng bàn chân á, với hai cái chân nó nặng, mình đi cảm giác như là hai cái chân nó quíu lại, không có đi được, nhất là đi bộ á. Thì những đường gân, chỉ máu nó nổi lên, gọi là tĩnh mạch phình vậy đó. Khoảng 50 tuổi là tôi đã bị rồi, khó chịu lắm, đi đứng gì nó cũng khó nữa, nhất là đứng á, làm cái gì lâu không thể nào làm được.
cô cũng như là nó nổi gân xong rồi bắt đầu cái nó ngứa nhiều lắm, nhưng mà với lại mình đi á nó nặng chân á, đi không nổi, cũng như là mình đi vòng vòng cái nhà, nhưng mà mình đi một lúc là mình phải nghỉ thôi chứ không có đứng như vậy nè, không có đứng lâu được, một chút là phải nghỉ. Tôi dùng cái viên tĩnh mạch Vestoven này được 6 tháng rồi thì tôi thấy nó rất là hiệu quả. Hồi đầu dùng á thì thấy nó nhẹ chân lắm, cái chân nó nhẹ, rồi xong từ từ là thấy nó hết ngứa luôn. Nhưng mình đi vòng vòng nhà đó là thấy nó khỏe chân ra, cái chân nó nhẹ lắm. Thế xong rồi bây giờ mình có thể mình đi bộ, đi thể dục vòng vòng được, nhưng mà không có đi, chưa có đi xa, chưa dám đi xa. Mình vừa uống viên mà lại vừa dùng kem thoa nữa, nó làm cho nó nhẹ, nó mỏng, nó mềm á, mềm cái lớp cái da mình, cái tĩnh mạch, cái nó lặn xuống lần và nó rất hay. Cái kem thoa nó rất là tốt. Cái gân xanh gân đỏ thì nó dần dần nó mờ, và nó cũng có cái chuyện là giảm lần lần cái phình, cũng hay, nói chung là rất hiệu quả. Bé cháu cũng thấy thoải mái, dễ dàng hơn, không còn thấy khó khăn như lúc trước. Cái tiếp thoa này thoa ngày 2 lần, đi uống thì uống đều đặn mỗi ngày. Nói chung là từ ngày mà hết giãn tĩnh mạch thì thấy nó tự tin hơn. Nó lặn vô trong mấy cái gân mà to đó, nhưng mà những cái nhỏ thì nó còn, nhưng mà những cái to thì nó lặn vô trong. Thì cái chân mình nói chung là nhìn là nó đẹp hơn hồi xưa. Hồi xưa mà mặc đầm mặc váy, nhất là đầm ngắn là không dám đâu, mắc cỡ à, ngại lắm. Ừ, thấy đám đông ngại, người ta nhìn ngại. Bây giờ là mặc vô tư. Thưa quý vị, mua ngay từ bây giờ, mua ngay hôm nay quý vị sẽ có ngay giá, đó chính là combo với trọn bộ sản phẩm bao gồm 3 hộp những viên uống hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch Vascoven quý vị nhé. Với mỗi hộp là mình có đến là 30 viên nang luôn. Và ngoài ra còn có thêm quà tặng của chúng ta là một chiếc kem thoa ngoài da Vascoven, tức là mình sẽ có ngay một bộ sản phẩm chính và quà tặng là trong uống và ngoài thoa. Có tác dụng là gì ạ? Sự kết hợp từ những dược chất từ thiên nhiên có tác dụng giúp chúng ta là hỗ trợ làm giảm đi cái triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch. Quý vị sẽ ngay bây giờ, mức giá chỉ là 599.000 đồng mà cả nhà của chúng ta đều có thể an tâm cùng sử dụng quý vị ơi. Đúng rồi thưa quý vị, không chỉ là với cái kem phụ nữ đâu quý vị nha, cả cánh mày râu của chúng ta là chúng ta phải khuân vác hay là làm việc nặng luôn mà. Và chưa kể quá trình luyện tập thể dục thể thao, nếu mà không đúng tư thế nè, sai tư thế sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái hệ thống máu huyết lưu thông, đặc biệt ở phần đôi chân của chúng ta, cái nơi mà chịu lực nhiều nhất trong cơ thể để nâng đỡ cơ thể suốt cả một ngày dài làm việc, di chuyển thưa quý vị. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay, quý vị hãy suy nghĩ đi ạ. Một lần đầu tư mà thôi, chúng ta sẽ có ngay là 3 hộp quý vị nha, mỗi hộp là 30 viên như thế này sẽ tác động rất là tốt vào trong thành mạch máu của chúng ta. Mà chưa kể trong uống ngoài thoa có thêm quà tặng kèm theo nữa chứ, một tiếp kem thoa ngoài cũng đến từ thương hiệu Vascoven thưa quý vị. Và trong một bộ combo như thế này, nhắc đi nhắc lại một lần nữa, mức giá rất dễ dàng để có thể lựa chọn, đó chính là 599.000 đồng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Nguyên Đăng Home Shopping, và tất nhiên là dòng sản phẩm này thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc đến tận tay mọi người nha. Và chăm sóc ngay từ bây giờ để chúng ta có được một đôi chân khỏe mạnh, một sức khỏe được cải thiện, và từ đó là mình cải thiện luôn cả chất lượng cuộc sống của mình quý vị nha. Không chỉ là cho bản thân của mình đâu, mà cho những người mà chúng ta lúc nào cũng quan tâm và yêu thương họ, từ người thân trong gia đình của mình đến cả là bạn bè và đồng nghiệp quý vị nha. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có một sức khỏe thật là tốt nữa. Còn bây giờ thì thời lượng cũng đã khép lại rồi. Xin được mến chào tạm biệt quý vị, và đừng quên là hãy luôn tiếp tục đồng hành và mua sắm mỗi ngày cùng VTV Hyundai Home Shopping.